Tin từ bệnh viện Đa khoa Đức Giang Hà Nội, bệnh viện đã tiếp nhận một bệnh nhân nữ bị tai nạn khiến phần mềm cánh tay cẳng tay trái tổn thương nặng nề. Theo đó, toàn bộ phần da bị kéo rách từ cánh tay ngay dưới nách đến sát cổ tay, các múi cơ bị bầm dập, dây thần kinh và các động mạch nuôi tay bị lộ hoàn toàn. Các bác sĩ cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc, vết thương phần mềm lớn khiến chị đau đớn, tụt thiết áp, vết thương vùng cánh tay cẳng tay trái bị lột ra, lột cân cơ, chảy máu nhiều. Ngay lập tức chị được dùng thuốc giảm đau mạnh băng cầm máu, cố định cánh tay, cẳng tay trái để chống sốc. Sau khi thực hiện các xét nghiệm cần thiết, chưa được chuyển đến phòng phẫu thuật. Theo thạc sĩ Trần Minh Tân, khoa cấp cứu bệnh viện Đa khoa Đức Giang, quá trình phẫu thuật cho bệnh nhân gặp rất nhiều khó khăn do vết thương khá bẩn, nhiều dị vật. Bác sĩ phải cắt lọc kỹ lưỡng bởi nếu không làm sạch, không lấy hết dị vật, bệnh nhân dễ bị nhiễm trùng về sau. Bên cạnh đó, các tổ chức cơ gân của bệnh nhân tổn thương rất nhiều. Bác sĩ phải đánh giá kỹ lưỡng để bảo tồn tối đa tổ chức cân cơ, đồng thời phải đảm bảo loại bỏ những tổ chức đã hoại tử, mất nuôi dưỡng. Kỹ phẫu thuật đã cố gắng bảo tồn hệ thống mạch và thần kinh, đảm bảo máu đến nuôi dưỡng cánh tay và hệ thống tĩnh mạch dẫn máu về đủ để giúp cánh tay tồn tại. Sau mổ bệnh nhân được hồi sức tích cực và theo dõi sát tình trạng cấp máu ở cánh tay và đầu ngón tay. Đến ngày 6 tháng 3 qua đánh giá sơ bộ, đầu ngón tay bệnh nhân hồng ấm, tưới máu tốt, bệnh nhân dần ổn định.